xin chào mọi người Lời đầu tiên cho chu cho xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của chu cho usa hôm nay chu cho lên chia sẻ với mọi người à, có nhiều người hỏi chu cho là chị ơi sống với người vợ việt nam và chồng mỹ thì sống với nhau có hạnh phúc hay không rồi bắt đồng ngôn ngữ thì như thế nào thì hôm nay chu cho lên chia sẻ với mọi người để cho mọi người những người đi sao có kinh nghiệm nhiều hơn để lấy chồng nước ngoài thì Chư cho chị chia sẻ thật lòng những gì Chiêu cho biết, Chiêu cho sẽ chia sẻ thật lòng của mình để cho mọi người rút kinh nghiệm và sống một cuộc sống hạnh phúc ở bên đất Mỹ này. Chiêu cho lấy ông xã cũng là người Mỹ. Ông xã của Chiêu cho cũng là uh, cũng lớn tuổi cho nên là tính tình rất là khó chịu. Nhưng mà thời gian đầu thì Chiêu cho và ông xã bắt đồng ngôn ngữ thì cũng có dặn hờn qua lại nhưng cái thời gian dặn hờn đó thì Chiêu cho mới hiểu được nhiều về ông xã nhiều hơn. Thì Chiêu cho cũng đã rút ra một cái kinh nghiệm, người Mỹ họ rất thích cái phòng của họ sạch sẽ, gọn gàng. Và thứ hai là cái bồn tắm của họ sạch sẽ. Họ bước vào cái phòng của họ phải thơm tho và cái bồn tắm phải sạch sẽ vì họ hay họ đi làm về thì họ sẽ vào phòng của họ tự vì trong phòng thường thường nó hay có tivi ở trong đó lắm mọi người cho nên họ về họ thư giãn là họ ở trong phòng đó còn cái toilet rồi họ chỉ rồi họ đi toilet thì cái phòng toilet ở bên Mỹ rất là sạch sẽ hầu hết là những nơi đâu 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 nó cũng sạch sẽ chứ không phải là riêng ở nhà mình nhưng mà thật sự là người Mỹ họ thích điều đó thì lúc đầu chiêu cho và ông xã không có hiểu về nhau nhiều và cũng có giận hờn một thời gian mọi người nhưng mà ông xã của chiêu cho thì rất là chiều vợ nhưng mà không có không phải là năng nỉ hay là cái này cái kia nha mọi người nhưng mà chỉ nói nha, như là hỏi thì trả lời đó là như là hết giận rồi đó chứ ngoài ra là vợ chồng thì lúc đầu thì bắt đầu ngôn ngữ cũng hơi giận hờn với nhau nhưng từ từ rồi cũng được cũng không có đến nỗi là um, quyết liệt hay là ly dị cái này kia là không có tại vì ông xã chưa cho cũng lớn tuổi rồi cho nên là um, chưa cho uh, được ông xã cũng cưng lắm và uh, chưa cho thì không có đi ra ngoài làm tại vì chú cho muốn đi đến đây, rồi trước tiên là chú cho học, tại vì ở người Mỹ ở bên đây họ nói chuyện rất là nhanh mọi người, họ nói chuyện rất là nhanh lắm, có những cái hiểu, có cái những cái chưa hiểu, và chú cho thấy ở bên đây học không có tốn tiền, cho nên chú cho thích đi học một thời gian sau đó rồi chú cho tìm công việc làm, tại vì gia đình của chú cho là nhà chú cho có đắt đó mọi người cho người ta thuê đó nhưng mà số lượng rất là nhiều cho nên là chú cho chưa vội vàng để đi tìm kiếm tiền liền thì chú cho muốn đầu tư vào cái tiếng anh để cho tốt sau đó rồi chú cho chú cho qua wow, bên đây chú cho đi từng bước từng bước không à chú cho không có vội vàng mà à, chạy mọi người chú cho đi từng bước từng bước sau đó rồi chú cho sẽ tìm một công ăn việc làm ở bên đây thì bây giờ thì công ty đã gọi cho chiêu cho tự gì chiêu cho có đi thử mọi người chiêu cho thử đi phỏng vấn một lần thì chiêu cho được đậu giờ chiêu cho đậu vào cái công ty đó rồi nhưng mà ông xã chưa cho nói thôi là học hết luôn đi rồi bắt đầu rồi đi làm thì chưa cho cũng quyết định như vậy học hết luôn rồi bắt đầu chưa cho đi làm công ty đó cũng gần ở nhà chưa cho thôi còn à, mọi người à, nên hiểu về cái người Mỹ. Người Mỹ họ không có giống như người Việt Nam mình đâu. Cho nên mình qua bên đây mình phải à, chấp nhận những cái gì mà nó xảy ra với mình. À, mình đừng qua bên đây mình làm chị hai người ta thì sẽ không tốt đâu. Tại vì à, người Mỹ và người Việt Nam á nó không có giống nhau. Người Mỹ họ rất là rõ ràng. Khi mà mọi người đi làm thì mọi người phải chia tiền. À, ví dụ như là họ đóng biêu thì mọi người phải mua thức ăn trong gia đình đó thì phải chia ra là như vậy đó còn mọi người chưa đi làm giống như chưa cho nè chưa có đi làm thì ông xã của chưa cho phải chi hết tất cả từ trong ra ngoài từ thức ăn còn mà khi mọi người đã làm có tiền rồi thì phải chia đôi ra họ đóng biêu thì mọi người phải mua thức ăn chứ không phải là họ lo cho mọi người hết còn đi ăn thì hôm nay mọi người trả thì tuần này mọi người trả thì tuần sau họ sẽ trả mọi người nói là như vậy không có không có chi tiền nha mọi người nhưng mà bây giờ người Mỹ có nhiều người họ cũng được lắm bây giờ họ sống theo cái người lối sống của người Việt Nam mình á cho nên họ cũng có người á, họ yêu nhau rồi họ cũng trả tiền hết à họ không có chia ra còn như là vợ chồng á thì nó không có bao mình ăn hoài đâu đi nhà hàng nó không có bao mình ăn hoài như là như chưa cho là chưa cho không có muốn đi nhà hàng chưa cho không có thích đi nhà hàng nhưng mà chưa cho chưa có đi làm cho nên là đi ăn nhà hàng á một tuần là chưa cho phải đi ăn nhà hàng một lần một tuần nào chưa cho muốn đi ăn nhà hàng hết mà mỗi lần mà đi ăn nhà hàng chưa cho sợ lắm mọi người ơi chưa cho không có thích đi ăn nhà hàng Tại vì đi ăn nhà hàng vô đó những cái món đó nó cũng khó ăn lắm nhưng mà mà nay thì ăn cũng được Nhưng mà chú cho cũng không có thích đi nhà hàng Những mua như là đi siêu thị mua về những cái gì á Rồi mình nấu nướng theo cái khẩu vị của mình á Nó dễ ăn hơn Còn người Mỹ họ ăn cũng hơi lạc á Mà họ ăn những cái chất uh, uh, Chất béo nhiều Cho nên chú cho nay mập quá trời mập luôn nè Ăn nhà hàng riết Chú cho sợ là chú cho sợ mập thôi tiêu cho rất là sợ mập Rồi đi ngồi tiền á, thì mọi người công việc mọi người có công việc làm á, thì phải chia đôi ra còn mọi mọi người chưa có công việc là người ta sẽ lo cho mọi người hết nhưng mà mọi người qua bên đây mọi người phải nhường nhịn người ta chứ mọi người đừng có làm chị hai người ta người Mỹ á, nó không có phải như người Việt Nam mình nó về nó làm nó đi ra ngoài nó làm nó về nó đưa tiền hết cho mình đâu không có đâu nó về nó đẩy tiền của nó là nó đẩy vào ngân hàng hết nè à thì có nhiều người á, thì họ nói là uh, thì tùy theo cái gia đình thôi hay là sao mình hay là người ta chia sẻ hoặc là không thật lòng hơn sao thì chưa cho không rành nhưng mà dưới người mỹ á nha người mỹ chưa cho biết á tại vì bên đây là người mỹ không mà chưa cho đi đàn là đi chơi hoặc là đi gặp bạn lại gặp người mỹ không cho nên là chưa cho hiểu về cái vấn đề này người mỹ á họ đi làm tiền của họ lãnh ra họ đẩy vào ngân hàng hết rồi cái phần nào á mà ví dụ như vợ chồng mà làm với nhau á, vợ chồng mà đều đi làm á thì thì cái 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 tiền nào mà bỏ chung là bỏ chung, còn cái tiền nào bỏ riêng của họ là bỏ riêng họ. Họ đi làm cho nên họ quý đồng tiền của họ lắm. Họ không có phải mà, mà họ muốn mọi người mọi người nghĩ người Mỹ họ không không quý đồng tiền họ hả? Họ quý đồng tiền của họ lắm chứ không có phải như là người việt nam mình đàn ông việt nam mình làm bao nhiêu về đưa vợ bấy nhiêu xin lại còn bị con vợ chữ nữa chứ còn người mỹ này không có vụ đó đâu có nhiều người ta nói uh, chồng làm về anh đẩy vào ngân hàng rồi chợ vợ quản lý chứ cho không tin điều đó chứ cho không bao giờ tin điều đó mọi người tự vì người mỹ thường thường đó nha là cái tiền cái tiền nào là của chung là của chung cái tiền nào mà nó để riêng nó đâu phải một ngân hàng đâu mọi người ông xã có như cho đây mà còn năm sáu bảy cái ngân hàng mà đâu ra một cái ngân hàng rồi cái phần nào á là chung là chung cái phần nào á là uh, riêng của họ là riêng của họ còn cái nào mà để thẻ chung là chung nói vậy đó như là hai tên để chung trong ngân hàng đó. ví dụ như chi cho và ông xã là hai cái tên là đều ở trong cái ngân hàng thì cái thẻ cái thẻ đó uh, cái thẻ đó thì chi cho giữ nhưng mà tên là của hai vợ chồng nằm ở trong ngân hàng đó còn có ông xã chưa cho có làm thẻ riêng tên của ổng riêng nữa ổng không có làm chung nữa không có làm chung chỉ làm có một cái ngân hàng ở American á của người Mỹ ở American á là là của à, của hai vợ chồng còn tất cả riêng là của ổng không á còn cho nên là chưa cho biết là như vậy á. chứ không có phải mà như như nhiều người à, nói đâu không phải là tiền của người mỹ mà nó về nó làm nhiêu về nó đẩy nó đưa cho mình đâu à, mình phải đi làm rồi mình bỏ thẻ riêng của mình ngân hàng riêng của mình đó, nó là như vậy á bây giờ thì chưa cho chia sẻ mọi người bây giờ chưa cho dừng lại video kết thúc video Bye bye mọi người